Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với DeFi Discussion tuần này, nơi chúng ta sẽ cùng ngồi lại và trò chuyện với nhau về những cái chủ đề thú vị xoay quanh thị trường DeFi của thị trường crypto trong một tuần vừa qua. Thì trong tập DeFi Discussion tuần trước thì mình cùng với lại anh Nguyên đã cùng trò chuyện về một cái chủ đề khá là thú vị, đó là cái chủ đề về cái việc mà phí gas quá thấp thì chúng ta phải làm gì. Thì tuần vừa qua thì thực sự cũng không phải là một tuần có quá nhiều biến động cũng như là có quá nhiều tin tức nổi bật đối với thị trường crypto. Nếu mà anh em có hay theo dõi những cái tài khoản mạng xã hội của Vitalik, cha đẻ của Ethereum, thì anh em có thể thấy là Vitalik dường như là siêu khá là mạnh về hệ sinh thái của Ethereum trong cái tuần vừa qua. Yeah, thì có lẽ là trong tuần này thì chúng ta sẽ nhân cái dịp này thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về những cái chủ đề liên quan đến hệ sinh thái của Ethereum, và đặc biệt thì tuần này chúng ta sẽ nói tới Roll-up. Và đồng hành cùng với lại tập DeFi Discussion tuần này của chúng ta sẽ là một cái vị khách mời khá là quen thuộc, anh Nguyên. Xin chào anh Nguyên ha. Ok, cảm ơn Tiến. Xin chào anh em. Thì rất là vui khi mà chúng ta lại có một cái buổi thứ hai đầu tuần để ngồi trò chuyện với nhau trong một cái bối cảnh mà thú thật là nếu mà xét về biểu đồ giá thì nó cũng không tích cực lắm, nhưng mà xét về cái khía cạnh là cái hoạt động sôi nổi ở trên mạng xã hội và những cái thông báo của các cái dự án á, những cái thông báo và những cái cập nhật mới của các cái dự án á, thì tuần vừa rồi thực sự là một cái tuần mà rất là thú vị và rất là sôi động. Thì hy vọng là cái tập podcast tuần này chúng ta sẽ có được những cái chia sẻ, những cái bóc tách thú vị xoay quanh những cái hoạt động của các dự án trong tuần vừa rồi ha. Ok, thì ở thời điểm hiện tại nhé, có rất là nhiều định nghĩa về roll-up ở thời điểm hiện tại. Trước đây thì chúng ta, nếu mà chúng ta theo dõi thì trước đây chúng ta có hai dạng roll-up lớn đúng không? Thì nói tới roll-up thì chúng ta thường hay nghĩ tới là optimistic roll-up của Arbitrum này, có Arbitrum này, có Optimism. Và sau này chúng ta có tới một loại roll-up nữa là ZK roll-up của ZK Sync. Đó. Thì bên gần đây thì chúng ta còn một vài khái niệm mới xuất hiện, giống như là của Base roll-up hoặc là Sovereign roll-up nữa. Thì nói chung là có khá là nhiều những cái định nghĩa mới và nó cũng tương đối khá là phức tạp. Vậy thì theo anh Nguyên thì chúng ta nên tập trung vào cái dạng roll-up nào trong thời gian tới, và lý do cụ thể là vì sao nhỉ? Ok, thì đúng như Tiến có chia sẻ thì bây giờ cái hồi xưa là chúng ta bị gọi là bội thực với những cái khái niệm về layer 1, thì bây giờ riêng về layer 2 và cụ thể là riêng về cái nhánh roll-up thì chúng ta cũng cảm thấy là để mà hiểu được hết những cái khái niệm này và biết cái sự khác nhau của các cái roll-up, các cái kiểu roll-up thì cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên là chắc là mình sẽ xin phép không đi sâu và giải thích quá chi tiết vào từng cái loại roll-up, mà bọn mình chắc là sẽ để một bài viết giải thích về cái câu chuyện kỹ thuật này ở phía dưới phần description, để anh em nào quan tâm thì có thể tìm đọc những cái chi tiết. Còn nếu mà để nói về cái câu chuyện là thời gian tới chúng ta nên theo dõi những cái định dạng roll-up nào, thì chắc là mình sẽ tạm chia ra làm 3 cái mốc thời gian đi. Thì chắc là từ cái thời gian ngắn hạn đi ha, thì từ giờ đến cuối năm thì chúng ta nên tập trung vào những cái smart contract roll-up, cụ thể là các cái ZK roll-up. Thì anh em cũng theo dõi những bài viết ở trên Coin68 thì cũng biết là smart contract roll-up thì thường nó sẽ có hai cái dạng phổ biến là optimistic roll-up và ZK roll-up rồi, đúng không? Thì thời gian tới thì cá nhân mình thấy là với các cái giải pháp ZK roll-up thì họ cũng có rất là nhiều những cái cải tiến đáng chú ý. Thì cụ thể như là ví dụ như ZK Sync thì họ cũng có những cái cập nhật liên quan đến, tức là họ tích hợp một vài cái mảnh ghép gọi là có thể bùng nổ, kích hoạt một cái hệ sinh thái, nó là cái giải pháp lending của AV. Thì cái ảnh hưởng của các cái giải pháp lending thì bọn mình cũng đã từng mổ xẻ rất là nhiều rồi. Starknet thì vào giai đoạn cuối tháng 8 này thì họ cũng sẽ bắt đầu triển khai một cái bản nâng cấp 13.2. Thì anh em nào theo dõi thì cũng sẽ biết là họ sẽ có những cái cơ chế làm sao để xử lý giao dịch song song ở trong cái bản nâng cấp này. Một cái giải pháp khác cũng là ZK Rollup, nhưng mà nó hơi gọi là nó không smart contract rollup lắm. Nó là Enstring Rollup. Thì anh em cũng thấy trong tuần vừa rồi họ cũng có một cái giải pháp, đó là Scroll. Thì họ cũng có một cái nâng cấp là
Darkwing thì họ cũng đâu đó giảm thiểu cái chi phí, gọi là chi phí giao dịch ở trên layer 2 cho người dùng, thì một cái nâng cấp nó cũng khá là đáng chú ý. Thì đâu đó chúng ta thấy được là từ giai đoạn bây giờ đến cuối cái năm 2024 thì cái từ khóa ZK nó cũng sẽ, cái tần suất xuất hiện của nó sẽ dày lên, và cái này nó không phải là ngẫu nhiên anh em ha. Thì trong một cái tập liên quan đến cái việc là giải thích về cái điểm nghẽn của ZK á, thì mình cũng có từng bóc tách ra những cái hạn chế của ZK, các cái giải pháp ZK Rollup rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể thấy được là những cái hạ tầng để xử lý những cái điểm nghẽn đó, thì nó bắt đầu những cái giải pháp nó dần xuất hiện rõ nét hơn. Thì từ giai đoạn bây giờ đến cuối năm thì chúng ta sẽ thấy được những cái sự rõ nét đó. Còn về trung hạn thì chắc là sau năm sau thì chúng ta sẽ bắt đầu sẽ thấy nhiều những cái câu chuyện liên quan đến Base Rollup. Thì cái khái niệm Base Rollup thì nó liên quan nhiều đến cái câu chuyện về finality, và nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái tốc độ finality ở dưới layer 1. Cho nên là ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ khó thấy được cái câu chuyện đó nó rõ nét hơn, mà chúng ta cần phải chờ những cái nâng cấp tiếp theo của Ethereum, đặc biệt là layer 1 của Ethereum, thì chúng ta mới có thể thấy được cái khái niệm Base Rollup này nó được gọi là chú trọng nhiều. Về dài hạn thì sau đó như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết được, chúng ta để ngỏ. Tại vì cũng không biết được là trong thời gian tương lai thì cái giải pháp nào nó sẽ trở thành cái mối quan tâm. Bởi vì chúng ta biết là cái công nghệ của Ethereum thì họ cũng thay đổi từng ngày. Thì có thể là đến cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi lại, theo dõi tiếp, và để hình dung được là cái giải pháp roadmap nào nó cũng có thể nó chiếm được cái sự quan tâm của các đội ngũ lập trình, các đội ngũ phát triển dự án và cả người dùng. Thì đó là cái góc nhìn của mình về cái câu chuyện là cái roadmap nào nên được quan tâm thời gian tới, và cũng có những cái lý giải cụ thể của cá nhân mình. Và đây là những cái góc nhìn từ cá nhân mình liên quan đến câu chuyện roadmap cũng như là layer 2. Yeah. Thì rõ ràng là có ở thời điểm hiện tại thì có khá là nhiều những cái dạng roll-up khác nhau ha. Thì bên cạnh những cái dạng roll-up đó thì rõ ràng chúng ta có thể thấy là cái số lượng dự án làm về layer 2 roll-up ở thời điểm hiện tại cũng khá là nhiều ha. Theo một số những cái con số đến từ trang thống kê L2Bit thì chúng ta có thể thấy là ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có hơn 72 dự án là về layer 2. Thì chắc phần lớn trong số đó thì đa phần là roll-up. Và chưa kể đến đó chính là khoảng hơn 80 dự án layer 2 sắp tới cũng sắp được triển khai, và phần lớn trong số này cũng là roll-up luôn. Thì có thể thấy rõ ràng là cái số lượng dự án đang phát triển là rất là nhanh chóng, và gần như là ngày nào cũng chúng ta sẽ có thể một vài những cái dự án mới. Thì khi mà theo dõi những cái dự án mới này và cũng như là những cái dự án đang phát triển ở thời điểm hiện tại, thì không biết là anh Nguyên sẽ khi mà đánh giá những cái dự án như vậy thì sẽ chú trọng đến những cái yếu tố gì, những cái con số gì? Thời gian trước đây khi mà chúng ta chưa có quá nhiều dữ kiện về các cái roll-up thì thường mình cũng từng chia sẻ trong một cái tập liên quan đến cuộc chiến phát triển của các cái bộ công cụ layer 2, đúng không? Thì thời gian đó chúng ta nói về các cái giải pháp layer 2 cùng các cái bộ công cụ mà họ phát triển, thì thời điểm đó thì chúng ta nói nhiều về cái tiềm năng mở rộng hệ sinh thái của họ hơn. Thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái số lượng dự án sử dụng các cái bộ công cụ này nó cũng sẽ nhiều lên, và từ đó chúng ta có được thêm những cái dữ kiện về cái độ mở rộng của các cái hệ sinh thái layer 2, cụ thể là các cái hệ sinh thái mà phát triển các cái bộ công cụ. Thì đây là một cái yếu tố mà chúng ta vẫn sẽ cần phải theo dõi, bởi vì khi mà họ mở rộng ra được cái phạm vi mạng lưới của mình thì nó sẽ là tiền đề rất là nhiều cho những cái nguồn thu trong tương lai về cho cái giải pháp roll-up đó. Bởi vì chúng ta biết là hầu hết trong những cái thỏa thuận làm về phát triển chain đi chẳng hạn, thì sẽ có những cái phần chiết xuất về doanh thu gì đó hoặc là lợi nhuận tùy theo cái thỏa thuận của họ, thì sẽ chiết xuất về cho cái bộ công cụ phát triển chain đó. Thì đó là cái câu chuyện về mở rộng và cái bộ công cụ. Cái câu chuyện thứ hai mà mình nghĩ là cũng rất là đáng quan tâm, đó là cái xu hướng dịch chuyển của các cái roll-up, tức là họ sẽ định vị họ như thế nào trong cái bức tranh xu hướng công nghệ của Ethereum trong thời gian tới. Mình có thể lấy ra một ví dụ đi. Thì thời gian gần đây chúng ta cũng có thể thấy là một cái lộ trình mới của Arbitrum, đúng không? Là họ công bố cái lộ trình vào cuối 2024 và giai đoạn đầu 2025. Thì chúng ta cũng thấy là đâu đó sẽ có một cái sự dịch chuyển từ Optimistic Rollup về ZK Rollup, và
Chúng ta cũng thấy được cái điều này ở trong một vài cái dòng tweet mà Vitalik Shield cho hệ sinh thái Ethereum và các cái layer 2 cũng cảm nhận được cái sự dịch chuyển này. Thì chúng ta cần phải theo dõi thêm thử là các cái dự án họ sẽ dịch chuyển như thế nào theo cái xu hướng chung như thế này, họ sẽ thích nghi như thế nào. Thì làm sao để họ có cái sự dịch chuyển này nhưng mà vẫn gọi là vẫn duy trì được cái lượng người dùng ở thời điểm hiện tại. Giống như cái ví dụ mà mình nói về Arbitrum chẳng hạn, đúng không? Thì việc mà Arbitrum sử dụng cái Optimistic Rollup ở thời điểm hiện tại, nó giúp họ tiết kiệm rất là nhiều những chi phí, nó giúp người dùng cảm thấy ok với điều đó và họ vẫn giữ được cái lượng người dùng. Nhưng mà có một cái sự dịch chuyển về cái xu hướng là chúng tôi sẽ đâu đó tích hợp ZK vào trong cái lộ trình tương lai. Thì điều này chúng ta cũng có thể thấy với Optimism, họ cũng có những cái động thái rất là chi tiết về cái việc đó. Tức là họ dịch chuyển từ một cái cơ chế Optimistic Rollup thành Hybrid tổng hợp, sau đó có thể là tương lai họ sẽ biến mình thành ZK Rollup chẳng hạn. Thì cái câu chuyện này chúng ta sẽ cần phải theo dõi, nhưng mà ở thời điểm hiện tại theo những cái lộ trình mà chúng ta biết được khi mà dự án họ công bố thì chúng ta có thể phần nào hình dung được cái sự chuyển dịch đó. Câu chuyện cuối cùng là cái câu chuyện về một cái khái niệm mà Tiến cũng từng chia sẻ ở trong cái tập trước, là cái câu chuyện về Profit Margin. Tức là cái câu chuyện mà doanh thu của các cái roll-up họ thu về, họ chi trả những cái chi phí cho layer 1 và làm sao để họ giữ lại được cái phần lợi nhuận, cái tỷ trọng lợi nhuận này nó cao nhất. Thì tuần trước thì Tiến cũng đã đề cập đến câu chuyện này rồi và chúng ta cũng có thể thấy là phần nào cái margin này của các cái roll-up nó khá là ấn tượng. Phần đông thì các cái roll-up nó sẽ có cái khoảng margin này chênh vào khoảng 30%+ đấy. Thì nó cũng là một cái con số rất là ấn tượng. Nếu như mà họ có thể scale lên và họ giữ được cái tỷ lệ margin này thì trong tương lai chúng ta sẽ có thể kỳ vọng vào một cái mô hình nó bền vững cho các cái giải pháp roll-up. Có một vài cái giải pháp cá biệt như là Base thì thậm chí là chúng ta dò theo cái con số margin này thì con số nó có thể lên tới 60-70% lận. Nhưng mà là cái ví dụ nó hơi đặc thù một xíu. Thì đâu đó chúng ta nhìn vào dữ liệu hiện tại thì chúng ta thấy là 35-40% gì đó là một cái con số mà phần đông các cái roll-up nó đang duy trì ở thời điểm hiện tại. Thì đó cũng là một cái chỉ số mà chúng ta cần theo dõi. Nó thiên về cái khía cạnh tài chính, nó thiên về cái khía cạnh mô hình kinh doanh của các cái roll-up nhiều hơn về cái câu chuyện là kỹ thuật và cái câu chuyện tầm nhìn tương lai của hai cái yếu tố đầu đó. Thì đó là ba cái yếu tố mà mình cũng rất là chú ý ở thời điểm hiện tại, khi đặc biệt là nói về các cái roll-up. Ok, thì bên cạnh những cái yếu tố dùng để đánh giá những cái roll-up, bên cạnh cái câu chuyện về việc là có khá là nhiều roll-up ở thời điểm hiện tại, nếu mà chúng ta nhìn sâu hơn một xíu về cái giai đoạn là về cái lộ trình phát triển của những cái roll-up á, thì trước đây thì cộng đồng Ethereum đã từng chia cái giai đoạn phát triển của một cái roll-up ra thành ba giai đoạn, tức là chia thành những cái state á, chúng ta có state 0, state 1 và state 2, đúng không? Bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ phi tập trung của cái proof mà cái roll-up đó đang thực hiện, đang sử dụng. Ví dụ như đối với lại các optimistic roll-up thì chúng ta có fault proof, đúng không? Còn đối với lại các ZK roll-up thì chúng ta lại có ZK proof. Thì ở thời điểm hiện đại á, nếu mà các bạn coi trên L2Bit thì các bạn sẽ thấy là phần lớn, đa phần đông á, thì những cái optimistic roll-up và thì đang ở cái giai đoạn state 0. Và hình như là chỉ có một mình Arbitrum đang ở trong cái state 1 mà thôi. Tức là ở trong state 1 tức là họ có một cái gọi là một cái khung bằng chứng xác thực. Optimism cũng là một cái mạng lưới roll-up mà họ cũng đã phát triển lên cái đoạn state 1. Tuy nhiên gần đây thì họ đang đề xuất một cái bản hard fork Granite sẽ triển khai vào tháng 9 tới để nhằm gọi là tạm thời gọi là chuyển mình về cái đoạn state 0. Tức là họ sẽ họ phát hiện ra một cái lỗ hổng trong cái khung bằng chứng xác thực của họ và họ đang muốn chuyển mình về lại state 0, tức là chuyển về lại cái dạng gọi là permission fault proof để có thể sửa lỗi cái fault proof của họ để có thể sử dụng trong cái khoảng thời gian sau này. Thì đây rõ ràng là một trong những cái ví dụ về những cái rủi ro khi mà chúng ta đối với lại những cái roll up. Thì theo anh thì đối với lại ở góc độ của người dùng mình thì có những cái rủi ro nào mà chúng ta cần phải cân nhắc khi mà chúng ta sử dụng những cái roll-up này hay không? Ok, thì chắc là với các cái roll-up thì cụ thể là với các cái giải pháp mà smart contract roll-up thì anh em nên có một cái, tức là khi mà mình ép tiền lên á thì mình sẽ nên có một cái tư duy là
ở trong cái trường hợp khẩn cấp chẳng hạn, có một cái vấn đề gì đó xảy ra, thì liệu mình có thể rút tiền về những cái nơi khác một cách nó an toàn hay không? Thì đây là cái tiên quyết, cái đầu tiên mà chúng ta sẽ cần phải chú ý. Và đặc thù của mỗi cái dạng roll up nó sẽ có những cái cơ chế để cho rút tiền khác nhau, thì cái này là anh em sẽ cần phải tự nghiên cứu với đặc thù của từng cái ví dụ cụ thể. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đến cái nó cũng liên quan đến cái khái niệm stay mà hồi nãy mà Tiến nói, đó là cái câu chuyện về cái sự phi tập trung của cái mạng lưới đó đấy. Thì cái stay này thực ra nó cũng là một cái gọi là một cái thang đo, gọi là để chúng ta tham khảo thôi, nhưng mà nó cũng đâu đó cho chúng ta mường tượng được rằng là cái mạng lưới nó đang ở cái giai đoạn nào của cái sự phát triển và nó đang ở cái mức phi tập trung như thế nào. Để chúng ta có những cái đánh giá nó khách quan hơn nếu như mà chúng ta thực sự muốn đầu tiên là bỏ tiền lên để test những cái sản phẩm ở trên cái hệ sinh thái đó, và cái thứ hai là có thể đầu tư. Ví dụ vậy thì chúng ta cũng có một cái thang đo để tham khảo về cái bản chất thực sự của cái mạng lưới đó, chứ không phải là chúng ta cứ kêu là xu hướng nó sẽ là roll up, xu hướng nó sẽ là ZK kiểu kiểu như vậy, thì chúng ta bắt đầu là cứ all in hết, thì nó cũng không phải như vậy. Chúng ta cần phải có một cái thay thang đo, một cái theo dõi như vậy để như là cái câu chuyện về stay chẳng hạn, thì để chúng ta ý thức được là cái mạng lưới nó đang ở đâu trong cái quá trình phát triển của nó, để chúng ta có những cái đánh giá nó khách quan hơn. Thì bọn mình cũng sẽ có một cái bài viết về stay đính kèm ở phía dưới cho anh em nào quan tâm về cái khái niệm stay này. Một cái khái niệm mà rất là ít người quan tâm, một cái khái niệm mà rất là ít người tham gia DeFi thảo luận về, thực sự là như vậy. Bởi vì chúng ta cũng thú thật là cũng khá là khó hiểu, những khái niệm này nó cũng khá là khó hiểu và nó cũng rất là tốn thời gian để tìm hiểu. Thì đó là những cái rủi ro mà chúng ta cần phải quan tâm, những cái chi tiết mà chúng ta cần phải quan tâm. Ngoài ra cái câu chuyện cuối cùng liên quan đến cái rủi ro này mà mình, cá nhân mình thôi nha, cá nhân mình áp dụng trong cái quá trình thử nghiệm, thì nếu như mà về nguyên tắc là về rủi ro á, mà nếu như mà chúng ta không biết được cái gì nó sẽ diễn ra, đúng không, chúng ta sẽ không biết được là cái chain nào nó sẽ có sự cố, thì về nguyên tắc là chúng ta sẽ cần phải phân bổ cái tài sản của mình ở rất là nhiều những cái roll up khác nhau, làm sao cho nó hợp lý và nó vừa với cái khẩu vị rủi ro của mình, chứ đừng có là dồn hết tài sản lên một cái roll up chẳng hạn, khi mà nó xảy ra những cái hiện tượng ví dụ là nghẽn nè, hoặc là nghẽn tức là chúng ta không thực hiện được giao dịch, đúng không, hoặc là nặng hơn là nó đứng trên, tức là trong quá khứ thì tuần vừa rồi á, nếu như mà anh em nào mình cũng không nhớ, thực sự là mình cũng không nhớ một cái nguồn blog nào mình đọc được, một cái bài blog nó tổng hợp về cái số lần mà roll up nó bị đứng hình á, thì nếu mà cộng dồn lại hết số lần các cái roll up đứng hình thì nó cũng khá đấy, nó cũng ngang ngửa với Solana, nó cũng không ít đâu. Nhưng mà chúng ta đâu đó cũng tham khảo một xíu về những cái vấn đề đó, tức là ở trong quá khứ rất là nhiều lần các cái roll up nó cũng có hiện tượng là gọi là tạm gọi là outage đi ha, tạm gọi là đứng hình đi ha, thì cũng có một vài hiện tượng như vậy, và chúng ta biết được là nó đã xảy ra rồi, nên là ý thức được về cái rủi ro đó thì chúng ta nên có cái sự phân bổ. Thì đó thì là cái gạch đầu dòng thứ ba, tức là chúng ta cần phải có cái sự phân bổ tài sản làm sao hài hòa giữa các chain, chứ đừng all in một chain, bởi vì trong quá khứ thì chúng ta sẽ thấy là cũng từng có những cái hiện tượng nó xảy ra rồi. Đó là cái ý về cái câu chuyện rủi ro khi mà tham gia vào các cái roll up. Ok, đó là câu chuyện về những cái rủi ro mà chúng ta cần phải cân nhắc khi mà chúng ta tham gia những cái roll up. Thì khi mà nói đến những cái rủi ro hoặc những cái điểm yếu đi, thì một số người sẽ nhắc về cái câu chuyện liên quan đến sequencer. Thì phần lớn những cái roll up hiện nay á, là mà nếu không muốn nói, nếu mà không muốn mình không nói tới cái việc là gần như là tất cả các roll up hiện nay thì đều đang sử dụng gọi là centralized sequencer, tức là sequencer đến từ dự án. Thì điều này rõ ràng có thể dẫn đến một số những cái vấn đề, ví dụ như là nếu sequencer đó gặp lỗi hoặc trục trặc gì đó thì việc mà sắp xếp các giao dịch, việc thực hiện các giao dịch thì đều sẽ không thực hiện được. Hoặc là những cái câu chuyện liên quan đến việc mà lợi nhuận thu về, phần lớn những cái lợi nhuận đưa về cho dự án, rồi những cái lợi nhuận đó sẽ đi về đâu kiểu như vậy. Thì theo anh thì sắp tới sẽ có một cái sự dịch chuyển gì hay là sự thay đổi gì trong cách tiếp cận của những cái dự án liên quan đến cái câu chuyện gọi là share sequencer hay không?
Tiến có đề cập đến một cái khái niệm là share sequencer. Thì bọn mình cũng từng nói về cái câu chuyện này cách đây 5-6 tháng gì đó. Thì thực sự ra sau 5-6 tháng thì chúng ta vẫn chưa thấy một cái sự gọi là chuyển mình rõ nét liên quan đến sản phẩm của các cái giải pháp share sequencer này. Vẫn là testnet thôi, nên là chúng ta sẽ mình nghĩ là đâu đó vẫn chưa thấy có một cái sự chuyển dịch gì đâu. Trong thời gian tới thì mình nghĩ là cái mô hình sequencer của các cái dự án layer 2, cụ thể là các cái rollup, nó vẫn sẽ giống giống như bối cảnh hiện tại, đâu đó vẫn sẽ ở trong nội bộ. Và thường thì chúng ta thấy có một cái xu hướng phát triển có cái rollup trong thời gian hiện tại á, là họ sẽ thu cái lợi nhuận từ sequencer và sau đó để vào trong cái treasury. Và đâu đó giống như cái câu chuyện mà chúng ta nói về Arbitrum trong tuần trước, đó là cái câu chuyện về có thể là họ sẽ đề xuất là staking và chia sẻ lại cái lợi nhuận này, thì nó cũng là một cái cách tiếp cận, đúng không? Tức là không share cái lợi nhuận đó theo dạng là share sequencer nữa, tức là tạm thời là sẽ giữ cái phần lợi nhuận đó lại và chia lại dưới cái dạng là phần thưởng staking. Thì đó cũng là một cái xu hướng mà chúng ta có thể thấy ở trong cái giai đoạn tới, trong cái giai đoạn mà share sequencer nó chưa là cái gì cả, nó chưa thành hình, thì đó sẽ là cái mô hình mà chúng ta sẽ thấy. Nhưng ví dụ nha, là nếu mà chúng ta đặt cái trường hợp là share sequencer nó thành hình đi, thì sau cái giai đoạn mà share sequencer nó thành hình thì cái câu chuyện nó sẽ là như thế nào? Thì có thể nó sẽ là một cái gì đó nó thay đổi cái cách tiếp cận của các cái rollup, chẳng hạn nếu như mà họ cảm thấy là cái việc tích hợp vào cái share sequencer đó nó mang lại cho cái mạng lưới cái sự ổn định về mặt phân bổ giá trị hơn, họ cảm nhận được lợi ích, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự chuyển dịch của các cái rollup về cái mô hình share sequencer nhiều hơn. Vì nói gì thì nói, thì thường á, cái mô hình share sequencer này cá nhân mình nghĩ á, trong tương lai thì nó sẽ giúp các cái giải pháp mà có cái yếu tố thanh khoản và cái yếu tố gọi là tốc độ xử lý chậm á, họ sẽ ưu tiên dùng cái share sequencer này hơn để làm sao để bù đắp lại được phần thiếu hụt đó của mình với những cái giải pháp khác, tức là share mà, tức là làm sao để kết hợp lại với nhau để cái tổng chung nó cao hơn từng cái cá nhân riêng lẻ. Thì đây có thể là sẽ là cái cách tiếp cận của những cái mạng lưới mới và những cái mạng lưới mà nó hơi thiếu hụt một xíu như vậy. Còn với những ông mà như kiểu là đã có một cái nguồn thu mà nó ổn định chẳng hạn, thì tại sao tôi phải share, đúng không? Tại sao tôi phải gộp vào cái pool chung đó làm gì? Thì đó cũng là có thể là một cái viễn cảnh chúng ta sẽ thấy sau khi cái share sequencer này nó triển khai mainnet. Hiện tại thì cũng chưa có cái thông tin nào cụ thể trong thời gian gần đây liên quan đến khái niệm này. Ok, thì có thể thấy là câu chuyện về share sequencer hoặc là nói có lẽ decentralized sequencer chẳng hạn, đó những cái câu chuyện như vậy sẽ còn có khá là xa đối với lại những cái rollup, nhưng mà cũng là một thứ chúng ta khá là mong chờ ha. Nãy giờ thì chúng ta đã nói khá nhiều về những cái việc câu chuyện liên quan đến bản thân của những cái rollup rồi, thì bây giờ chúng ta nói rộng ra một xíu, chúng ta nói ra bên ngoài đi ha. Thì chúng ta đều biết là rollup là cái centric của Ethereum roadmap ở thời điểm hiện tại, đúng không? Thì tuy nhiên thì ngoài kia đang có một số những cái giải pháp đang được xây dựng là có khả năng tương thích cao với Ethereum, tức là họ sẽ xây dựng chain, cũng sẽ tức là những cái đội ngũ, những cái dự án đang ở bên Ethereum hoặc là đang ở bên EVM blockchain có thể được xây dựng trên đây, nhưng mà họ lại có những cái hướng đi mà có khả năng có thể giải quyết được phần nào cái vấn đề EVM bottleneck của Ethereum và của EVM blockchain ở thời điểm hiện tại. Thì chưa biết được rằng là những cái dự án có thể phát triển đến đâu, nhưng mà liệu những cái rollup trong tương lai, anh nghĩ những cái rollup trong tương lai có thể cạnh tranh được với những cái giải pháp này hay không, nếu mà chúng thực sự có thể làm được điều gì đó? Thực sự ra thì chúng ta cũng nói về cái câu chuyện giữa các cái layer 1 ở thời điểm 2021 và 2022, một cái tức là cạnh tranh giữa các cái layer 1, thì có rất là nhiều cách tiếp cận khác nhau, đúng không? Thì sau một khoảng thời gian khi mà chúng ta nhìn lại bây giờ là 2024, thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái mạng lưới kia nó vẫn ok, nó vẫn sống theo kiểu gọi là nó vẫn tồn tại được, và bản thân Ethereum nó cũng tồn tại được. Và cái cơ bản mà chúng ta nhìn thấy ở cái giai đoạn này thì chúng ta cũng sẽ thấy là đâu đó nó sẽ có cái sự người ta gọi là cái sự rotate, cái flip, cái sự gọi là thay đổi về narrative ở trong từng cái bối cảnh cụ thể. Nhưng ở về dài hạn thì chúng ta sẽ thấy là tất cả các chain nó sẽ đều phát triển so với bản thân nó ở cái giai đoạn của cái chu kỳ trước.
Thì đó là cái mô hình chung mà chúng ta sẽ thấy được trước khi chúng ta nói về cái sự cạnh tranh giữa cái EVM, cái parallel EVM đúng không? Và các cái roll-up. Rồi thì cái đó là cái câu chuyện về bức tranh chung. Rồi còn cái đi sâu vào cái khía cạnh về kỹ thuật đi chẳng hạn, thì nếu như mà nói một cách gọi là phiên phiến một xíu thì đâu đó chúng ta sẽ thấy là các cái roll-up hiện tại nó cũng là parallel mà, đúng không? Mỗi cái roll-up nó sẽ là một cái luồng xử lý giao dịch riêng, đúng không? Tất nhiên là sẽ có những cái câu chuyện, những cái tranh cãi về việc là cái độ an ninh của từng cái định dạng roll-up nó sẽ như thế nào. Tuần vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà theo dõi Twitter thì cũng có một cái khái niệm về staked roll-up, tranh luận rất là nhiều về cái câu chuyện này, tức là liệu nó có phải là roll-up hay không, nó có phụ thuộc gì vào Ethereum hay không, nó có hưởng được cái security, nó hưởng được cái an ninh gì của Ethereum hay không. Thì cũng là một cái tranh cãi, nhưng mà nói vậy để thấy là các cái roll-up nhìn chung, tức là nếu như họ vẫn cam kết với cái độ, cái security và gắn chặt với Ethereum để đảm bảo cái mức độ an ninh đó, thì nhìn chung chúng ta thấy là các cái roll-up nó cũng là một cái parallel. Trong tương lai có thể mọi người sẽ nói về cái câu chuyện là abstract, có thể là mọi người sẽ nói về cái câu chuyện là phân mảnh thanh khoản, đúng không? Thì có thể chúng ta sẽ thấy là những cái nó sẽ có những cái giải pháp abstract lại, và tức là chúng ta có một cái lớp là Ethereum đảm nhận security, chúng ta có những cái luồng song song là các cái roll-up, và cuối cùng chúng ta có một cái lớp abstract ở trên cùng để gọi là người dùng có thể sử dụng cái lớp đó một cách nó đơn giản và tiện lợi nhất. Vậy thì về cơ bản Ethereum nó cũng đang parallel thôi. Nếu như mà theo cái lộ trình này thì ở giữa nó vẫn sẽ là những cái roll-up vận hành parallel với nhau thôi. Thì đó là cái góc nhìn của mình về cái cách tiếp cận về kỹ thuật và cái sự cạnh tranh giữa roll-up và các cái giải pháp parallel EVM. Tức là chúng ta cũng thực ra nếu như mà xét vào từng giai đoạn thì nó sẽ có những cái sự flip về mặt narrative như vậy, nhưng mà về dài hạn thì chúng ta sẽ thấy là các cái giải pháp nó vẫn sẽ tồn tại và nó vẫn sẽ ở đó. Sau một khoảng thời gian chúng ta nhìn lại thì vẫn sẽ có những cái giải pháp nó phát triển song song với nhau như vậy. Ok, thì rất là cảm ơn anh Nguyên về những cái chia sẻ khá là thú vị về những cái câu chuyện liên quan tới Ethereum cũng như là những cái roll-up trong tuần vừa rồi. Thì có lẽ là tập DeFi Discussion của chúng ta tới đây cũng tương đối là dài rồi ha. Mặc dù là cái chủ đề hôm nay của chúng ta không quá nặng về kỹ thuật, mà mình nghĩ là nó mang hơi hướng về cái câu chuyện về cái tiềm năng phát triển, cũng là những cái hạn chế mà có thể là những cái roll-up này, những cái roll-up đang gặp phải ở thời điểm hiện tại cũng như là trong tương lai. Nên là mình nghĩ là đây cũng là một cái chủ đề mà chúng ta nên nghe và cũng gọi là nên suy ngẫm. Bởi vì phần lớn những cái lộ trình phát triển của Ethereum hiện tại như mình đã nói là nó xoay quanh những cái roll-up. Thì mình đây nghĩ đây là một chủ đề nó khá là nên quan tâm. Ok, thì cũng rất là vui khi mà tuần này lại có cơ hội để cùng trò chuyện và gặp lại anh em ở một cái điểm hẹn nó rất là thân quen vào mỗi thứ hai đầu tuần như thế này. Thì hy vọng là đâu đó những cái nội dung ở trong DeFi Discussion tuần này nó không quá là nặng nề, và nó đâu đó nó cũng gợi mở những cái nguồn cảm hứng mới. Giống như cái cách mà Vitalik đã gọi là khuấy đảo cái mạng xã hội X trong tuần vừa rồi. Rất là nhiều những cái thông tin tích cực mà chúng ta có thể chờ đợi trong thời gian tới. Và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau ở trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Ok, cảm ơn anh em đã lắng nghe đến cuối tập podcast tuần này ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Ok, bye bye anh em.